Chào mừng quý vị và các bạn cùng quay trở lại kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ những kiến thức tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Được sự trợ duyên và tư vấn của thầy Gia Cát cùng các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt. Quý vị thân mến, như vậy là những ngày đầu của tháng 9 âm lịch đã qua đi. Thời gian trước đó, những con sắp này đã bị cuộc đời vùi dập, vận đen đeo bám, khổ tận cam lai, ra đường mất tiền, tình yêu đổ vỡ, người thân hiểu lầm, bạn bè xa lánh. Thế nhưng bước sang ngày 5 tháng 9 âm lịch, cuộc sống của những con sắp này sẽ bước sang một trang mới, vận xui qua đi, vẫn may kéo tới, thần tài ban phát tài lộc, quý nhân đưa đường dẫn lối, làm gì cũng thuận lợi và thành công. Xin mời quý vị cùng theo dõi để biết mình có thuộc những con sắp may mắn này hay không. Đầu tiên trong ngày hôm nay là những gia chủ tuổi Thân. Đây là con giáp đầu tiên có cơ hội trúng số đổi đời trong ngày hôm nay. Một tuổi Thân. Theo các chuyên gia tử vi tâm linh học dự báo, ngày hôm nay được thiên tài chiếu mệnh đưa tới tin vui cải thiện tình hình tài chính hiện tại cho con giáp tuổi Thân. Mọi vấn đề liên quan đến tiền lần lượt được tháo gỡ. Đây là thời gian tốt để xây dựng các mối quan hệ hợp tác hoặc đầu tư. Hơn nữa, trong thời gian này, nhờ có tam hội nâng đỡ mà vấn đề liên quan đến các mối quan hệ trở nên sáng sủa hơn bao giờ hết. Trong gia đình, quan hệ tình cảm với người thân gắn bó được cải thiện. Bên cạnh đó, người cục diện thổ kim tương sinh cho thấy có người khác giới đang thèm muốn tiếp cận bạn. Vậy nên bạn hãy đừng ngần ngại mà cho đối phương có cơ hội. Nhìn chung, vận trình tình cảm của bạn đang khởi sắc rõ rệt. Chắc chắn những gia chủ tuổi này sẽ hết ế trong thời gian tới. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Thân cần phải luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Thân Tí Thìn để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Đó là con giáp may mắn đầu tiên trong ngày hôm nay, ngày 5 tháng 9 âm lịch. Con giáp may mắn tiếp theo chúng ta xét đến là những gia chủ tuổi Tuất. 2. Tuổi Tuất. Theo các chuyên gia tử vi chiêm tinh học cho biết, trong ngày hôm nay những gia chủ tuổi Tuất được thực thần ghé thăm, mang tới niềm vui cho con giáp tuổi này. Lúc này bạn tìm thấy sự lựa chọn đúng đắn cho mình và bạn cũng có thời gian hơn những ngày khác để dành cho người thân của mình. Hôm nay hứa hẹn bạn đạt được một thỏa thuận có lợi cho mình cũng như là mọi người. Điều này mang lại cho bạn sự nhẹ nhõm, giúp bạn được thả lỏng và thư giãn tối đa. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tuất cần phải luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân dần ngọ Tuất để được trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Đó là con giáp may mắn thứ hai trong ngày hôm nay, con giáp có cơ hội trúng số đổi đời. Con giáp may mắn thứ ba đó là những người tuổi Tý. 3. Tuổi Tý. Các chuyên gia chiêm tinh thần số học cho biết, ngày hôm nay được chính quan ghé thăm nâng đỡ, cho thấy trong môi trường công sở, người tuổi Tý được đánh giá cao về chất lượng công việc, được tín nhiệm giao phó những trách nhiệm tốt. Nhiều người còn chủ động, thể hiện khả năng lãnh đạo của mình trong việc xử lý các tình huống khó khăn. Ngũ hành xung khắc dự báo những bất đồng giữa các cặp đôi nên kế hoạch của hai người có nguy cơ đổ bể. Đừng để chuyện bé xé ra to, bạn nên bớt sự hiếu thắng và cố chấp đi thì mới mong giảm bớt sự căng thẳng trong mối quan hệ của hai người. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tý cần phải luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Thân Tý Thìn để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Đó là con giáp may mắn thứ ba trong ngày, con giáp may mắn thứ tư có cơ hội đổi đời, đó là những người tuổi Dậu. 4. Tuổi Dậu. Những con giáp này gặp được những may mắn không ngờ trong ngày hôm nay. Theo các chuyên gia tử vi tâm linh cho biết, nhờ được chính tài tương trợ cho thấy những người điểm sáng giúp tuổi Dậu suy nghĩ thông suốt được vấn đề liên quan đến tiền bạc, bao gồm cả kế hoạch ngắn hạn lẫn dài hạn. Bạn có thể thanh toán những khoản nợ nần của mình trước đây. Hơn nữa, trong ngày lại có được tam hội nâng đỡ, giúp cho bạn mở rộng mạng lưới bạn bè của mình. Bạn xây dựng được các mối quan hệ mới, tìm ra cách để cải thiện tình cảm với những người thân yêu và có được sự tôn trọng lẫn nhau. Bên cạnh đó, ngũ hành tương sinh là tín hiệu cực kỳ tốt cho những sức khỏe của bản mệnh. Tinh thần tươi vui cũng góp phần giúp cho sức khỏe của bạn được cải thiện rõ ràng. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Dậu cần phải luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tị Dậu Sửu để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an.
Đó là con giáp may mắn thứ tư. Quý vị thân mến, trong ngày mùng 5 tháng 9 âm lịch, có rất nhiều con giáp gặp được may mắn, có cơ hội trúng số đổi đời. Quý vị hãy tiếp tục theo dõi để xem mình có thuộc một trong những con giáp may mắn này hay không nhé. Con giáp may mắn thứ năm trong ngày hôm nay đó là những người tuổi Dần. Năm tuổi Dần. Được bề trên che chở, bên cạnh đó các nhà tử vi chiêm tinh học cũng tiết lộ, ngày hôm nay nhiều thiên ấn giúp con giáp tuổi Dần nhận ra hôm nay thông tin đóng vai trò quan trọng, vì thế hãy dành thời gian để thu thập, khám phá những thứ giá trị. Ngoài ra, để tránh lãng phí nguồn lực thì nên tránh xa những người thị phi chuyên đông đặt chuyện người khác. Bên cạnh đó, may mắn hơn nhờ có tam hợp soi đường chỉ lối mà người tuổi Dần bớt nóng nảy, có thể chủ động hòa giải, nối lại yêu thương với một nửa của mình. Nếu lâu rồi hai người không có thời gian lãng mạn ở bên nhau thì đây là lúc để hẹn hò riêng tư đấy nhé. Duy chỉ có ngũ hành xung khắc khiến bạn phải đối mặt với một số vấn đề sức khỏe cộng với tâm trạng không được vững vàng, tự tin. Nên cho mình thời gian nghỉ ngơi, thư giãn, tham gia các chuyến đi nghỉ dưỡng, du lịch, giúp tinh thần tốt hơn. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Dần cần phải luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Chi tiết từng tuổi như sau. Tuổi Giáp Dần 1974, mệnh thủy, dù sao cũng phải giữ chữ tín trọn vẹn. Tuổi Bính Dần 1986, mệnh hỏa, những nghi ngờ nay đã được xóa bỏ. Tuổi Mậu Dần 1998, mệnh thổ, gặp được người yêu thương hết lòng. Tuổi Canh Dần 1950 và 2010, mệnh mộc, tính toán lại để tránh đâm đầu vào chỗ khó. Tuổi Nhâm Dần 1962, mệnh kim, hạnh phúc ở trong tầm tay bạn mà thôi. Con giáp may mắn tiếp theo mà chúng ta không thể không nhắc đến trong ngày đó là những người tuổi Thìn. 6. Tuổi Thìn. Cực kỳ may mắn trong ngày hôm nay, nhờ có thực thần hỗ trợ rất nhiều để tuổi Thìn có được tâm trí sáng suốt. Đây là thời gian để tận hưởng hạnh phúc bên gia đình. Đây cũng là lúc những công việc đang bị ngưng trệ có thể được tái khởi động. Ảnh hưởng của cục xung cho thấy lợi ích của bản mệnh bị ảnh hưởng khi có tranh chấp, mâu thuẫn. Bạn nên bình tĩnh và tin rằng việc gì cũng có thể tìm cách bù đắp lại được. Do đó hiện tại cứ nhún nhường một chút, như người ta phần thắng thì bạn cũng chẳng bị thiệt thòi gì đâu. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Thìn cần phải luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Thân Tý Thìn để trợ mệnh, hộ thân, giúp cho thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Nếu bạn đang có khoản tiền nợ tồn đọng từ trước đây thì hôm nay có thể bạn sẽ thu hồi được. Đối với bạn gia đình đóng vai trò trọng tâm, hãy lên kế hoạch cho những phút giây thư giãn cùng mọi người ngay từ bây giờ. Chi tiết từng tuổi như sau. Tuổi Giáp Thìn 1964, mệnh hỏa, được đến nơi mà bạn mong muốn. Tuổi Bính Thìn 1976, mệnh thổ, một số kỳ vọng của bạn quá là viển vông. Tuổi Mậu Thìn 1988, mệnh mộc, nên tính toán lại mọi thứ kỹ càng hơn. Tuổi Canh Thìn 2000, mệnh kim, bạn đang thiếu cái gì thì bạn càng khao khát nó. Tuổi Nhâm Thìn 1952 và 2012, mệnh thủy, đôi khi nổi bật quá lại không tốt. Con giáp may mắn cuối cùng trong ngày hôm nay là những người tuổi Mão. 7. Tuổi Mão. May mắn thay cho những người tuổi Mão, sự khôn ngoan mà con giáp tuổi Mão có được trong ngày, chính ấn tương trợ sẽ giúp đỡ cho bạn đáng kể. Công việc thuận lợi, đặc biệt với người làm kinh doanh. Dù có chuyện gì thì người tuổi Mão cũng nhẹ nhàng cho qua, khi mà lục hợp ghé thăm, giúp tính khí của họ trở nên ôn hòa hơn bao giờ hết. Đây là khoảng thời gian tuyệt vời để bản mệnh gia tăng sự kết nối với những người xung quanh, mở rộng mối quan hệ của mình. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Mão cần phải luôn mang bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Ngũ hành xung khắc ảnh hưởng khiến sức khỏe của bạn có phần sa sút, một phần lý do là vì bạn uống thuốc thiếu hiểu biết, ai chỉ gì cũng dùng. Hãy đọc cách loại bỏ thói quen xấu này ngày càng sớm càng tốt, nên tìm hiểu cơ thể của mình nhiều hơn nữa. Chi tiết từng tuổi như sau. Tuổi Ất Mão 1975, mệnh thủy, công việc đã dần đi vào quỹ đạo. Tuổi Đinh Mão 1987, mệnh hỏa, hãy có sự lựa chọn khôn ngoan cho mình. Tuổi Kỷ Mão 1999, mệnh thổ, hãy thôi nghĩ tới những kế hoạch quá xa. Tuổi Tân Mão 1951 và 2011, mệnh mộc, tập trung cải thiện mối quan hệ gia đình. Tuổi Quý Mão 1963, mệnh kim, nói nhiều sẽ khiến bạn mất uy tín.
Quý vị thân mến, như vậy chúng ta vừa tìm ra 7 con giáp may mắn nhất trong ngày 5 tháng 9 âm lịch. Quý vị có thuộc một trong những con giáp may mắn ở trên hay không? Hãy comment xuống bên dưới ô bình luận để mọi người cùng được biết và chúc mừng bạn nhé! Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc hãy đóng góp của quý vị. Các bạn hãy comment bên dưới ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp đến số 0989 349 119 để được tư vấn trực tiếp. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.